Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái tổ chức khóa đào tạo chẩn đoán phát hiện sớm COVID-19 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR cho cán bộ làm công tác xét nghiệm. Tham dự khóa đào tạo có Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, chuyên gia của WHO tại Việt Nam. Theo đó, 17 cán bộ làm công tác xét nghiệm tại Bệnh viện Medlatech Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Bắc Cạn, Sơn La, Lai Châu được cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam, quy trình lấy mẫu, thu thập và bảo quản mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm COVID-19, các phương pháp phòng thí nghiệm chẩn đoán COVID-19 trên thế giới và tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các quy trình an toàn sinh học trong lấy mẫu bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, thực hành xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 bằng kỹ thuật Real-Time RT-PCR theo quy trình chẩn đoán chuẩn.